Theo từng muỗng cát được rải xuống, đường nét bức tranh dần hoàn thiện. Trên mọi bức tranh ấy là hình ảnh quê hương, biển trời Việt Nam. Ở Nha Trang, tranh cát Hồng Châu Sa là sản phẩm lưu niệm quen thuộc với khách du lịch 15 năm nay. Được mẹ truyền nghề, dì Ánh đã 12 năm gắn bó với những thạch cát đầy màu sắc này. Mỗi màu cát ở đây gắn liền với một vùng đất của Việt Nam, có thể là bờ sông, suối, cát ven biển hay từ trên núi. Tất cả được lấy về hòa quyện thành những bức tranh phong cảnh của mọi miền đất nước. Đi du lịch bất cứ chỗ nào cũng vậy, họ thích những cái phong cảnh của nơi đó để họ đem về họ làm lưu niệm, nên mình chọn làm tranh phong cảnh nhiều. Ví dụ như khách nước ngoài đến Việt Nam cũng vậy, họ cũng lựa những bức tranh phong cảnh. Cảnh của Việt Nam đẹp mà. Một tác phẩm tranh cát là sự kết hợp của trí tưởng tượng, bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ và cả kỹ thuật cố định lựa cát ở trong khung, sao cho đường nét bức tranh luôn được lưu giữ như ban đầu. Cái độ tinh xảo rất là cao. Không hiểu là vì sao mà họ có thể làm được những cái tấm tranh cát mà đẹp như thế này. Quá là ấn tượng luôn, tại vì cái này nó vừa là kỹ năng, đồng thời nó cũng là một cái gì đó rất là một môn nghệ thuật. Khi một người nghệ nhân làm một bức tranh mà có một người họ xem, rồi họ ngưỡng mộ, họ thán phục, nên mình rất là hạnh phúc. Dùng sự đối lập màu sắc của cát để tạo nên đường nét bức tranh là cả một nghệ thuật của người vẽ tranh cát. Thể hiện các tác phẩm phong cảnh bằng cát càng khó hơn, nhưng bù lại, tranh phong cảnh từ cát luôn nhận được sự yêu mến của du khách. Bởi trong mỗi bức tranh có tấm lòng của người nghệ sĩ và nét đẹp quê hương Việt Nam.